Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Hoa Kỳ do Quốc Dũng trình bày. Kính thưa quý vị. Ông Trump nói Bắc Triều Tiên sẽ phải hối tiếc nếu chống lại đồng minh Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố lãnh tụ Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un sẽ nhanh chóng hối tiếc nếu tiếp tục đe dọa các lãnh thổ và đồng minh của Hoa Kỳ. Một cảnh báo nữa cho thấy Hoa Kỳ sẵn sàng ra tay nhanh gọn chống lại quốc gia cộng sản có võ trang hạt nhân ở châu Á. Phát biểu trước báo giới vào ngày 11 tháng 8, ông Trump đưa ra lời đe dọa trực tiếp nhắm vào ông Kim, người cát tiếng với những luận điệu khiêu khích. Nếu ông ấy làm bất cứ điều gì liên hệ tới Guam hoặc bất kỳ nơi nào khác là lãnh thổ của Hoa Kỳ hay đồng minh của Hoa Kỳ, ông ấy thực sự sẽ phải hối tiếc và hối tiếc nhanh chóng. Tổng thống Trump nhấn mạnh, trước đó vào sáng ngày 11 tháng 8, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ viết trên trang Twitter, các giải pháp quân sự giờ đã được đưa vào vị trí, súng đã nạp đạn, cò đã kéo lên, để đề phòng Bắc Triều Tiên có hành động thiếu khôn ngoan. Hy vọng Kim Jong-un sẽ tìm một hướng đi khác. Bình Nhưỡng đe dọa tấn công phi đạn vào Guam, lãnh thổ của Hoa Kỳ, trong khi ông Trump thề quyết sẽ đáp trả bằng hỏa thịnh nộ nếu Hoa Kỳ bị đe dọa. Kính thưa quý vị. Tổng thống Trump vào ngày 11 tháng 8 đe dọa can thiệp quân sự Venezuela, một sự leo thang đột ngột trong phản ứng của Hoa Kỳ đối với cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela. Phát biểu trước báo giới, ông Trump nhấn mạnh, người dân đang đau khổ, đang chết dần chết mòn. Chúng ta có nhiều phương án cho vấn đề Venezuela, kể cả có thể là một giải pháp quân sự nếu cần thiết. Hoa Kỳ và các nước phương Tây lên án chiến dịch trấn áp của ông Maduro đối với những người bất đồng chính kiến và việc nhà lãnh đạo này thành lập quốc hội lập hiến, cơ quan toàn quyền cho những người trung thành với đảng xã hội của ông kiểm soát. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin nói ông Maduro lập quốc hội lập hiến để củng cố quyền cai trị độc tài và rằng việc chế độ này coi thường ý chí của người dân Venezuela là không thể chấp nhận. Hoa Kỳ sẽ đứng về phía người dân Venezuela chống lại nhà độc tài. Hơn 125 người thiệt mạng kể từ khi bùng nổ bất ổn từ các làn sóng biểu tình chống chính phủ do ông Maduro lãnh đạo từ tháng 4 tới nay, thưa quý vị. Ông Trump xác nhận cảm kích Nga trong ý mỉa mai. Tổng thống Donald Trump vào ngày 11 tháng 8 tuyên bố rằng ông có ý mỉa mai khi cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết kiệm tiền cho Hoa Kỳ khi ra lệnh trục bớt nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ tại Nga. Đáp câu hỏi của báo giới rằng lời cảm tạ đó mang ý mỉa mai hay không thì ông Trump nói để giảm bớt gánh lương bổng thì nhất định rồi. Tôi nghĩ các anh thừa hiểu. Sau gần 2 tuần im lặng trước quyết định vào hôm 30 tháng 7 của ông Putin ra lệnh cắt giảm nhân viên lãnh sự quán và đại sứ quán Hoa Kỳ ở Nga lần 2. Ông Trump vào hôm 10 tháng 8 đã lên tiếng. Tôi thật sự cảm kích vì ông đã cắt bớt một lượng lớn nhân viên bởi giờ đây chúng tôi sẽ đỡ gánh lương hơn. Ông Putin đòi Washington cắt 775 nhân viên ngoại giao tại Nga trước đầu tháng 9. Hành động này nhằm trả đũa các biện pháp chế tài mới của Hoa Kỳ nhắm vào Nga cũng như việc Tổng thống Mỹ Barack Obama trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga hồi cuối năm ngoái vì nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ vào năm 2016. Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với Ngoại trưởng của ông và sẽ có hồi đáp với Nga trước ngày 1 tháng 9. Kính thưa quý vị. Facebook trình làng tính năng mới. Facebook có thêm một tính năng mới phục vụ khách hàng xem video. Đây là một mối đe dọa tiềm tàng đối với đối thủ Twitter, YouTube, Netflix và các dịch vụ khác thường dành để xem video trên mạng. Người sử dụng lâu nay vẫn xem video được trên Facebook, nhưng chủ yếu là phải kéo xuống phía dưới phần tin nhắn chính. Và dù Facebook đã có nút bấm vào để chỉ tìm kiếm và xem video, nhưng đó là những video được đề nghị ngẫu nhiên. Tính năng mới của Facebook gọi là Watch sẽ cho phép người sử dụng tìm kiếm video và những chuỗi video mà họ yêu thích, theo dõi cập nhật thường xuyên khi video mới được đăng tải và tương tác với những khán giả khác. Tính năng mới được giới thiệu với người sử dụng ở Hoa Kỳ trong ngày 10 tháng 8 và dần dần mọi người trên khắp thế giới sẽ thấy nó xuất hiện trên các thiết bị iPhone, iPad hay là máy tính bảng của mình, kính thưa quý vị. Chơi game hành động làm giảm chất xám não. Một nghiên cứu mới cho thấy việc chơi những video game hành động có thể gây hại cho não, giảm bớt lượng chất xám ở vùng hải mã. Các tác giả cũng khuyên cần thận trọng trước những quảng cáo rằng chơi game giúp nâng cao nhận thức. Tác động của trò chơi điện tử đối với sức khỏe vẫn luôn được nghiên cứu và thảo luận. Và đây vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Theo một hội phần mềm giải trí, 63% số hộ gia đình trên khắp nước Hoa Kỳ có ít nhất là một người chơi điện tử ít nhất là 3 tiếng mỗi tuần, khiến việc này trở thành một trong những hoạt động giải trí phổ biến nhất. Nghiên cứu mới đây của các đại học khoa tâm lý học tại Đại học Montreal và Viện Douglas ở Quebec, Canada đã phát hiện ra rằng các game hành động có ảnh hưởng xấu trực tiếp đến não. Nghiên cứu bắt nguồn từ hai đề xuất. Thứ nhất, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng các video game chiến đấu được định nghĩa là trò chơi bắn nhau giữa người thứ nhất và người thứ ba, đôi khi được các chuyên gia khuyên dùng để tăng sự chú ý thị giác của trẻ em và người lớn.
Thứ hai, theo nghiên cứu trước đây của tiến sĩ Gregory West, tác giả chính của cuộc nghiên cứu những người chơi game hành xử một chiến lược định hướng đặc biệt gọi là học đáp ứng. Dựa trên việc hình thành một thói quen định hướng và phụ thuộc vào thói quen này, học đáp ứng cũng liên quan đến giảm chất xám của hồi hải mã, một vùng của bộ não liên quan đến trí nhớ ngắn hạn và định hướng. Lượng chất xám thấp trong vùng não này có liên quan đến bệnh Alzheimer, trầm cảm và rối loạn stress sau chấn thương. Tiến sĩ Quest và các nhà hoạt động đã xem xét tác động của các video game hành động trên hồi hải mã, đồng thời cũng tính đến việc mọi liên kết với thể vân, vùng não nhận các tín hiệu từ hồi hải mã. Thể vân cũng chứa nhân đôi, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen và trí nhớ quy trình, loại trí nhớ mà chúng ta dùng để biết cách đi bộ, bơi hay xe đạp. Theo nghiên cứu hiện có, tiến sĩ Quest và các cộng sự ghi nhận rằng nhân đuôi có chung mối quan hệ tỷ lệ nghịch với hồi hải mã. Điều này có nghĩa là chúng ta dựa dẫm quá nhiều vào thói quen và trí nhớ quy trình, chúng ta sẽ không phát huy hết năng lực học tập chủ động được thúc đẩy bởi hồi hải mã. Điều này có thể khiến hồi hải mã bị teo đi, dẫn đến cấu trúc não không lành mạnh. Các game hành động thường bao gồm một màn hình trước mặt để hiển thị hệ thống định vị trong trò chơi để hướng dẫn người chơi đến địa điểm hoặc sự kiện tiếp theo, khiến người chơi không chủ động sử dụng các chiến lược không gian. Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu không có điều này thì có thể tránh những ảnh hưởng tiêu cực của trò chơi lên não, kính thưa quý vị. Nhà cũ của Tổng thống Trump cho thuê với giá 17 triệu đồng một đêm. Ngôi nhà thời thơ ấu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở quận Queens, thành phố New York đã được liệt kê trong danh sách nhà cho thuê với giá 750 đô la một đêm, tương đương khoảng hơn 17 triệu đồng một đêm. Cụ thể là ngôi nhà được mô tả như là một ngôi nhà sang trọng với 5 phòng ngủ đủ cho 20 người. Căn hộ 2 tầng này cũng có phòng họp và một tấm bìa cứng khổng lồ in hình Tổng thống Trump, thứ mà chủ nhà mô tả như là một người bạn đồng hành tuyệt vời khi xem kênh Fox News. Ngôi nhà theo phong cách Tudor được xây dựng bởi cha của Tổng thống Hoa Kỳ đương thời, ông Fred Trump, một nhà phát triển bất động sản vào năm 1940 và là nhà của ông Trump cho tới năm ông 4 tuổi, khi gia đình ông chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn gần đó. Không có thay đổi gì nhiều kể từ khi ông Trump rời khỏi đây. Nhà bếp và đồ trang trí sang trọng, biểu trưng cho phong cách và sự giàu có đều được giữ nguyên trạng so với khi ông Trump sống tại đây. Đây là cơ hội duy nhất và đặc biệt để bạn ở trong nhà của một tổng thống đang tại vị. Danh sách này cho biết, tuy nhiên ngôi nhà vẫn chưa được nhận bất kỳ đánh giá nào của khách thuê. Theo như đài CNBC, Trump Organization không có bình luận gì về vấn đề này. Tuy nhiên, công ty kinh doanh bất động sản ở New York, Paramount Realty USA, đã khẳng định ngôi nhà này là tài sản trước kia của gia đình Tổng thống Trump. Được biết, ngôi nhà này được bán đấu giá hồi tháng 3 cho một nhà thầu với giá 2,14 triệu đô la, tương đương gần 69 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức giá 1,39 triệu đô la của nhà đầu tư bất động sản Michael Davis, người đã mua căn nhà hồi tháng 12 năm trước, chỉ cách vài tuần sau cuộc bầu cử của ông Trump, thưa quý vị. Vừa rồi là các phần tin tức Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài thông tin thương mại.